Sư từng giảng đối tượng rải tâm từ là một người sống. Tại sao ta phải rải tâm từ đến cái đầu gối hay cơ thể chúng ta? Một số nơi còn rải tâm từ đến cái cây, môi trường, không khí bác đang ăn như vậy có hợp lý không? Ủa, như vậy sư hỏi quý vị là bản thân quý vị có phải là một người sống không? Nếu như chúng ta là một người sống thì chúng ta rải tâm từ đến cho mình thì có vấn đề gì hay không? Chẳng qua là khi nhìn thấy mình đau đầu gối quá thì thương quá thì rải hướng tâm từ đến để cho nó mong cho cái cơ thể này nó được êm ái, nó được dịu nhẹ lại. Tại vì chính mình cũng là người sống. Còn rải tâm từ đến cái cây, đến môi trường thì nó không phải như vậy. Mà hồi sáng sư nói đó là gì? Đó là cái lòng tri ân. Tức là Đức Thế Tôn á, ngài đứng trước cội cây Bồ Đề suốt 7 ngày để ngài tri ân cội cây Bồ Đề. Và ở trong kinh cũng vậy, có những khi á, Đức Thế Tôn khi ngài đứng dậy khỏi một nơi nào đó thì ngài tri ân cái cây đã cho ngài bóng mát, mặc dù cái cây là vật vô tri. Đó là cái sự tri ân. Và khi cái đối tượng chúng ta tri ân á, đó là một chúng sanh á, thì chúng ta có thể dựa vào sự tri ân đó và chúng ta rải tâm từ. Ví dụ như chúng ta nghĩ đến cái thân này, chúng ta biết ơn tấm thân này, bởi vì nhờ có tấm thân này đó mà chúng ta có cơ hội để học chánh pháp, có cơ hội để thực hành chánh pháp. Cho nên biết ơn cơ thể này và mong cho cơ thể này được an vui. Từ đó chúng ta rải tâm từ đến chính cơ thể này.